mình muốn đi ra ngoài chơi được đúng không nào? Leo muốn dẫn Sammy với Kiko đi ra ngoài với chị không? Em thích Leo lắm anh không? Dạ không, cảm ơn. Em bận Leo ăn kem hôm nay rồi. Không, nó bắn em. Em sẽ giết nó. Khá rồi. Nhưng mà Lily, cậu mùa hè này em tài mà chơi game không à? Em chơi tí xíu thôi chị ơi. Em phải tập trung. Later. Trời, chơi trò này em biết tới khi nào, nó chán quá. Em nhớ wifi, em muốn wifi. 10 seconds later. Em thắng chị Cece nè. À, em thắng rồi. Em thắng chị Cece rồi. Em chụp hình đăng Facebook là Cece tour. Ha ha, em không làm được, em không nhớ hả, mình không có wifi. À ha, đúng rồi. Ước gì mình có wifi.
wifi ra cũng được á chứ bộ.